Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Ngọc Lan lần đầu trải lòng về chuyện ly hôn vì Thanh Bình giới tính thứ ba từng níu kéo nhưng không thành. Ngọc Lan đã lên tiếng xoay quanh cuộc hôn nhân với Thanh Bình. Vào cuối năm 2019, cặp đôi đình đám của điện ảnh Việt Nam là Thanh Bình và Ngọc Lan bất ngờ vướng tin đồn rạn nứt, không thể để khán giả bàn tán. Cả hai nhanh chóng thừa nhận đã chính thức ly hôn do không tìm được tiếng nói chung. Dù chọn cách chia tay trong êm đẹp nhưng chuyện tình của đôi diễn viên vẫn được nhiều người quan tâm. Thậm chí vào thời điểm ly hôn, không ít tin đồn đã xảy ra như Thanh Bình ngoại tình, Thanh Bình giới tính thứ ba. Xuất hiện mới đây tại một sự kiện, nữ diễn viên phim Bán Chồng lần đầu trải lòng về chủ đề đang được bàn tán xôn xao. Tôi chưa được nghe chuyện này, tuy nhiên về chuyện ly hôn, tôi nghĩ rằng tất cả các cặp đôi trước khi chia tay nhau đều sẽ có một khoảng thời gian rất dài để đấu tranh. Không có ai muốn kết thúc cuộc hôn nhân của mình hết, ai cũng muốn sống tới răng nong đầu bạc. Gia đình tôi cũng vậy, cũng có khoảng thời gian để níu kéo nhau. Tôi nghĩ rằng đó là tình hình chung của tất cả các gia đình. Tuy nhiên, chúng tôi không cùng quan điểm, không còn tiếng nói chung nên dẫn tới việc phải đi tìm tiếng nói chung với một nửa khác, Ngọc Lan lên tiếng. Hiện tại tôi đang độc thân, đang sướng lắm. Tôi đang tận hưởng cuộc sống sau khi thoát khỏi cuộc sống hôn nhân. Hôn nhân luôn sẽ có những sự ràng buộc. Mình đi đâu làm gì cũng phải xin phép, nuôi con cũng phải hỏi ý, phải phối hợp với nhau, vân vân. Giờ tôi được tự do, dạy con theo ý muốn. Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Ngay cả việc đăng status về một đồng nghiệp khác cũng rất thoải mái. Tôi nói thật, mấy ai mà được như mình ở thời điểm này. Tôi đang cảm thấy đã và chưa muốn trói buộc vào một cái gì cả, nữ diễn viên tâm sự thêm. Sau khi chia tay, Ngọc Lan tích cực thay đổi hình ảnh và trở lại công việc. Trong đó vai diễn phản diện trong phim Bán Chồng đã giúp cô lộ xác ngoạn mục. Mở màn năm 2020, Ngọc Lan ghi danh vào đường đua phim truyền hình với bộ phim Trói Buộc Yêu Thương, hứa hẹn nhiều điều bất ngờ không kém. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.